Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào con học sinh thân mến của Vietsách. Cô Hiền rất vui khi là người đồng hành của các con trong hành trình khám phá và chinh phục môn tiếng Việt lớp 5. Các con thân mến, trong tiết luyện từ và câu lần trước, cô và các con chúng mình đã cùng nhau ôn tập về từ loại và cụ thể chúng mình đã cùng nhau ôn tập về danh từ và đại từ. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau ôn tập về tính từ, này, động từ và quan hệ từ thông qua tiết học ôn tập về từ loại trong tiết số 2. Mời các con, chúng mình hãy mở sách giáo khoa trang 142 để cùng cô tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Và thông qua bài học ngày hôm nay sẽ giúp các con ôn tập và hệ thống hóa những kiến thức đã học về động từ, tính từ và quan hệ từ. Thông qua đó, các con sẽ sử dụng những động từ, tính từ và quan hệ từ để viết một vạn văn. Ở trong các tiết ôn tập thì đương nhiên đầu tiên chúng mình sẽ có phần kiến thức cần nhớ. Sau khi ôn lại những kiến thức mà chúng ta cần phải ghi nhớ, cô và con chúng mình sẽ cùng nhau luyện tập bằng các bài tập ở trong sách giáo khoa. Bây giờ chúng mình hãy cùng cô nhắc lại các kiến thức mà các con cần phải ghi nhớ. Đầu tiên, kiến thức đầu tiên mà các con cần phải ghi nhớ đó là động từ. Động từ thì đó là những từ chỉ hoạt động và trạng thái của sự vật. Ở đây cô có ví dụ những từ chỉ hoạt động, ví dụ như là chạy, hoặc như cô đang giảng bài, hoặc đó là từ múa. Vậy, những động từ chỉ trạng thái là những động từ như thế nào? Ví dụ, những từ chỉ trạng thái chúng ta có ngủ hay là lo lắng thì đó là những động từ chỉ trạng thái. Tiếp theo, ở đây cô cung cấp cho con một cách nhận biết. Để nhận biết đó có phải là động từ hay không thì các con thấy rằng động từ thường hay đi với các từ đã, đang, sẽ, hãy, đừng, chớ. Vậy bây giờ để xem đó có phải là động từ hay không, các con thử kết hợp những từ này với các động từ, ví dụ như sau: đã chạy, đang chạy, sẽ chạy, hoặc hãy giảng bài, đừng giảng bài, chớ giảng bài. Và khi kết hợp như thế, các con thấy xuôi tai và thì đó sẽ là động từ. Và thường thì động từ chắc chắn sẽ hay đi với những từ như thế này. Tiếp theo, về chức vụ ngữ pháp thì động từ thì thường thì có thể làm vị ngữ hoặc làm chủ ngữ trong câu ai là gì. Cụ thể như sau, khi động từ làm vị ngữ, ở đây cô có ví dụ: bố và em đang ngắm sao. Ở đây đang ngắm sao là vị ngữ và ngắm là động từ. Tiếp theo, khi mà động từ là chủ ngữ trong câu ai là gì thì các con lưu ý rằng khi mà động từ làm chủ ngữ trong câu ai là gì thì nó không còn khả năng kết hợp với các từ đã, đang, sẽ, hãy, đừng, chớ nữa. Ví dụ cô có câu lao động là vinh quang. Ở đây lao động là động từ và nó đóng vai trò là chủ ngữ. Đồng thời ở đây các con thấy rằng từ lao động lúc này không còn khả năng kết hợp với các từ đã, đang, sẽ, hãy, đừng, chớ nữa. Bởi vì các con thử ghép này, có ai nói là đã lao động, sẽ lao động là vinh quang không? Không, đúng không? Chính vì vậy, lưu ý cho cô một điều, khi chủ ngữ là động từ trong câu A là gì, nó sẽ mất khả năng kết hợp với các từ đã, đang, sẽ, hoặc hãy, đừng, chớ. Đây là những kiến thức mà các con cần nhớ về động từ. Tiếp theo là về tính từ. Thì tính từ sẽ là những từ ngữ để chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật hoặc hoạt động hoặc trạng thái. Cô lấy ví dụ, cô có các từ chỉ đặc điểm, ví dụ như là cao hay là thấp này, hoặc những từ chỉ tính chất, ví dụ như là mềm mại này, cứng này. Để nhận biết được tính từ thì các con thấy rằng những từ tính từ thì thường đi sau, đứng đằng sau các từ như là rất, quá. Ví dụ rất cao, rất thấp hay quá cao, quá thấp. Hoặc các con thấy rằng tính từ sẽ đứng trước những từ quá, lắm. Ví dụ,
cao quá, thấp quá hay cao lắm, thấp lắm. Đó là cách mà chúng ta có thể nhận biết được đâu là tính từ. Tiếp theo, về chức vụ ngữ pháp trong câu thì tính từ có thể làm chủ ngữ trong câu ai là gì hoặc làm vị ngữ. Cụ thể ở đây, khi tính từ làm chủ ngữ trong câu ai là gì, cô có câu sạch sẽ là điều kiện hàng đầu khi tôi lựa chọn nhà hàng. Ở đây, sạch sẽ là tính từ và ở đây nó làm chủ ngữ và cụ thể là chủ ngữ trong loại câu ai là gì, đúng không nào? Tiếp theo, khi nó làm vị ngữ, cô có ví dụ anh ấy rất khỏe. Ở đây khỏe là tính từ và nó đóng vai trò là vị ngữ. Đó là những kiến thức mà con cần nhớ về tính từ. Tiếp theo về quan hệ từ. Quan hệ từ là con biết rồi. Quan hệ từ là những từ mà có tác dụng để nối giữa các câu này hoặc các từ và các cụm từ lại với nhau. Thì cô nhắc lại, quan hệ từ là những từ nối các từ ngữ hoặc các câu với nhau nhằm thể hiện mối quan hệ giữa các từ ngữ hoặc các câu đó. Thứ hai, ở đây cô lấy cho con một ví dụ để các con nhớ lại kiến thức về quan hệ từ. Cô có câu trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao. Ở đây và là quan hệ từ, nó nối từ thăm thẳm và từ cao lại với nhau. Như vậy thì cô trò chúng mình đã cùng nhau ôn tập lại những kiến thức về động từ, tính từ và quan hệ từ. Cô mong rằng khi đã được nhắc lại những kiến thức đó rồi, trong quá trình chúng ta luyện tập, các con sẽ không mắc phải các lỗi sai. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với bài tập đầu tiên, bài tập số 1. Bài 1 yêu cầu chúng ta như sau. Xếp các từ in đậm trong đoạn văn sau vào bảng phân loại ở bên dưới. Không thấy Nguyên trả lời, tôi nhìn sang. Hai tay Nguyên vịn vào song cửa sổ, mắt nhìn xa vời vợi. Qua ánh đèn ngoài đường hắt vào, tôi thấy ở khóe mắt nó hai giọt lệ lớn sắp sửa lăn xuống má. Tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Cũng giờ này năm ngoái, tôi còn đón giao thừa với ba ở bệnh viện. Năm nay ba bỏ con một mình. Ba ơi, và đoạn văn này của tác giả Thùy Linh. Vậy bây giờ các con hãy xếp các từ in đậm, đó là các từ trả, lỡ trả lời, xa vời vợi, qua, hắt, thấy ở, lớn, lăn, trào, đón, với và bỏ vào các bảng, vào bảng sau. Ở đây bảng này gồm có 3 cột: động từ, tính từ và quan hệ từ. Vậy bây giờ các con hãy xếp những từ được in đậm này vào các cột cho phù hợp. Đâu là động từ, mình xếp vào động từ. Đâu là tính từ, mình xếp vào cột tính từ. Và đâu là quan hệ từ thì mình xếp vào cột quan hệ từ. Trước tiên chúng mình hãy suy nghĩ và hoàn thành cho cô bài tập số 1. Sau đó thì chúng mình sẽ quay trở lại để kiểm tra kết quả cùng với cô. Ở đây các con thấy rằng những từ chỉ động từ đó là trả lời, thấy, nhìn, vịn, hắt, lăn, trào, đón và bỏ. Đây là các động từ trong đoạn văn này. Vậy những tính từ thì gồm những từ nào? Tính từ chúng mình sẽ có vời vợi, xa và lớn. Còn lại, những từ còn lại thì đương nhiên sẽ là quan hệ từ. Đó là các từ qua, ở và với. Như vậy, chúng mình đã phân loại được đâu là động từ, đâu là tính từ và đâu là quan hệ từ trong các từ được in đậm. Và ở trên đây cô thể hiện bằng các chữ cô đã để màu vàng ở đây. Vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 1. Tiếp theo chúng mình sẽ đến với bài tập số 2. Bài tập số 2 thì yêu cầu con dựa vào ý khổ thơ thứ 2 trong bài thơ Hạt gạo làng ta của tác giả Trần Đăng Khoa. Chúng mình hãy viết một đoạn văn ngắn miêu tả người mẹ
cấy lúa giữa trưa tháng 6 nóng bức và chỉ ra một động từ, một tính từ và một quan hệ từ em đã dùng trong đoạn văn ấy. Như vậy ở đây, phân tích đề bài một chút thì người ta yêu cầu cô và các con chúng mình sẽ viết một đoạn văn này, đoạn văn ngắn, và họ không yêu cầu chúng ta về dung lượng để miêu tả người mẹ đi cấy giữa trưa tháng 6 dựa vào ý của khổ thơ thứ hai trong bài thơ Hạt gạo làng ta. Và sau khi viết được đoạn văn đó, chúng mình phải chỉ được một động từ, một tính từ và một quan hệ từ mà chúng mình đã dùng. Hay nói cách khác, trong đoạn văn đó ít nhất phải có một động từ, một tính từ và một quan hệ từ. Vậy bây giờ chúng mình cùng đọc lại khổ thơ thứ hai trong bài thơ Hạt gạo làng ta của tác giả Trần Đăng Khoa cùng với cô. Hạt gạo làng ta, có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa, những trưa tháng 6, nước như ai nấu, chết cả cá cờ, cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy. Như vậy các con đã tìm hiểu bài tập đọc Hạt gạo làng ta rồi này. Chúng mình cũng biết thế nào là động từ, tính từ và quan hệ từ. Vậy các con hãy viết cho cô một đoạn văn ngắn để miêu tả người mẹ cấy lúa giữa trưa tháng 6 nóng bức. Ở đây các con có thể tham khảo đoạn văn của cô như sau. Một hạt thóc vàng, 9 hạt mồ hôi. Để có thể làm ra hạt gạo, người nông dân phải tốn biết bao công sức. Những trưa tháng 6 nóng như đổ lửa, nước trong ruộng như ai đó nấu lên, lũ cá cờ đáng thương không chịu được sức nóng, chúng chết nổi lềnh bềnh trên mặt ruộng. Lũ cua cũng ngoi hết lên bờ để tìm chỗ mát ẩn náu. Thế mà mẹ em vẫn phải đội nón xuống cấy, tấm lưng gầy cong cong phơi giữa nắng, mồ hôi mẹ rơi từng giọt lăn dài trên má. Thương mẹ biết chừng nào. Mẹ ơi, đây là đoạn văn của cô để miêu tả cảnh người mẹ xuống ruộng cấy vào trưa tháng 6 nóng bức dựa vào khổ thơ thứ hai trong bài thơ Hạt gạo làng ta. Các con có thể tham khảo. Ở đây cô cũng chỉ ra những động từ, tính từ và quan hệ từ mà cô đã sử dụng trong đoạn văn vừa rồi. Ở đây đề bài chỉ yêu cầu con đưa ra một động từ, một tính từ và một quan hệ từ thôi. Chúng mình không nhất thiết phải đưa ra hết như cô. Ở đây các con thấy rằng động từ chúng mình sẽ có những từ như là lăn này, làm này, đổ này, nấu, chết, ngoi, tìm, ẩn náu, đội, cấy, phơi, rơi, lăn hay là thương. Vậy thì các con cũng có thể tham khảo một trong những động từ này để viết thành đoạn văn của mình. Tính từ thì chúng ta có nắng này, lềnh bềnh này, mát này, vất vả, nóng, gầy, cong cong hoặc đáng thương. Vậy đây cũng là những tính từ chúng mình có thể tham khảo trong bài viết của các con. Hoặc quan hệ từ, ở đây cô dùng quan hệ từ thế mà này, ở hay là như. Đây là những quan hệ từ, động từ và tính từ cô đã dùng trong bài. Các con không nhất thiết phải viết y như đoạn văn của cô, mà bằng những ý hiểu của các con, bằng ngôn ngữ riêng của bản thân mình và tham khảo những động từ, tính từ hoặc quan hệ từ mà cô đưa ra để chúng mình viết thành một đoạn văn của riêng bản thân các con. Chúc các con có thể viết được một đoạn văn ưng ý của mình. Còn tiết học ngày hôm nay của chúng mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.